làm tóc cho mẹ thôi. Nhiệm vụ thường niên. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bế với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dưng dưng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời, lần nào mẹ cũng gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bế với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dưng dưng những lúc mẹ gọi.